Rồi giờ cô ở nhà với ai? À, một mình à. Trời ơi, có một mình luôn. Mấy đứa này nó cũng ở riêng hết. Nói chung là hồi đó mình cũng làm dâu, yeah. Nên từ cái lúc mình có dâu cái mình cho tụi nó ở riêng, để nó cũng thương mình mà mình cũng thương nó. Chứ còn ở chung trả thì thế nào cũng có chuyện. Rất vui được chào đón hai mẹ con đến tham gia chương trình. Xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Xin chào MC Lê Lộc. Dạ, chào cô ạ. Xin chào khán giả ở khán phòng và khán giả đang xem đài. Tôi là mẹ chồng của cô này nè. Tôi là Lâm Lệ, năm nay tôi 54 tuổi. Dạ. Đây là dâu Út. Dạ. Dạ, em chào chú Quyền Linh. Dạ, em chào chị Lê Lộc. Chào quý vị khán giả. Em tên là Thi Diễm Trân, năm nay em 25 tuổi. Em làm dâu của mẹ được 2 năm. Hai năm rồi. Mình có em bé chưa nhờ? Dạ em có một bé gái được 1 tuổi. À. Chúc mừng ha. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà gặp cô gái này, cô ấn tượng điều gì? À, ngày đầu tiên lúc đó tụi nhỏ đến nay đứa này còn đi học. Mà nó dẫn về có chút chét à. Nhỏ xíu à. Mình nói trời ơi, nhỏ xíu rồi làm gì giờ trời. Mà đang còn đi học nữa, dạ. Chắc cái này cũng dạy chắc mệt lắm á. Thấy nó cũng hiền, dạ. Nói chuyện thì khờ khờ, thiệt thà. Cũng nhiều cái mình nói không có hiểu. Dạ. Nó cứ gật gật mà nó không hiểu gì hết trơn. Đó là lấy chồng làm dâu từ lúc 23 tuổi ha. Dạ. Con hả? Vậy là con chứ chồng con quen từ lúc nào? Dạ lúc đó con lớp 9. Anh kia lớp 11. Quen từ thời đi học luôn. Dạ. Đó là mối tình đầu của tôi đó hả? Nhưng mà lúc quen nhau thì có hay về nhà mẹ chơi không? Có. À, cũng có về trước đó rồi. Lớp 9 về rồi đó hả? Dạ. Rồi mẹ biết chưa? Đúng rồi, bạn học. À. Dẫn về mình nghĩ là bạn học thôi. Rồi tới lớp mấy nó mới tuyên bố là người yêu? Chị này ra trường. Con đại học năm nhất là tuyên bố người yêu. Nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà gặp mẹ chồng á, mình cảm thấy mẹ chồng là người như thế nào? Dạ mẹ hiền lắm. Với lại mẹ rất là vui tính, hiện đại nữa, tâm lý. Mẹ đẹp nữa. Dạ đúng. Không đâu, tại nó sợ nó nói chứ, rồi đậu thấy nó dữ lắm. Cũng có nét nào đó gọi là dữ, khó đó. Dữ lắm. Ai nhìn thấy cũng dữ lắm. Bà này mà làm mẹ chồng mà chết. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Rồi khi đó mình về làm dâu á, mình còn nhỏ quá, mình có gặp khó khăn gì không? Dạ, ban đầu về làm dâu á, mẹ cũng hay la rầy, mình cũng buồn. Tại vì còn nhỏ mình cũng chưa có biết về cái phụ giúp mẹ trong công việc, trong gia đình á. Lúc đó có buồn, có khóc không? Dạ, tâm sự với chồng không? Tâm sự với chồng, dạ. Không ạ? Mẹ la về việc gì? Nhiều khi rửa chén, làm rơi chén thì mẹ cũng rầy. Rồi nhiều khi nấu ăn á, tại em người Hoa, còn mẹ người Việt á, đem đếm khác nhau nên mẹ cũng không có vừa ý đâu, tại vì còn nhỏ quá. Dạ. Xong rồi á kêu làm gì sai thôi, mệt quá để tôi làm. Sai mỗi lần mình nhắc mình phải dạy nữa, không để tôi làm đi, làm khỏi đổ bể. Nói chung là bây giờ thì mấy bạn này làm dâu sướng rồi. Dạ. Mấy bà già chậm giờ nghe nói chứ năm mấy chứ đâu phải như xưa khụm nụm đâu. Dạ. Như vậy việc giặt giũ quần áo rồi cơm nước hình như là mẹ chồng lo hết. Làm hết. Wow. Muốn ăn gì á, thèm á thì chạy về á, mẹ mẹ sáng làm này cho con, làm kia cho con. Mà bữa nào mà mình bận đi là hỏi ăn luôn. Nó biết làm. Dạ. Cô thấy cô với con dâu mình hợp nhau điểm gì không? Có cái nó hiền. Dạ. Là nó biết nghe. Dạ. Một phần thì mẹ thì hay lớn tiếng lắm á. Mấy đứa này nó không có biết ý, là nó nghĩ là mình la, không có nhỏ giọng xuống được. Nhiều khi mình biết mình không đúng nhưng mà tự nhiên mình nóng lên là mình cũng la làng la sớm rồi xong rồi thôi. Dạ. Nên từ từ thì nó cũng biết, chứ hồi đầu là nó cũng sợ lắm. Ý là nó nói mình hay la nó, chắc không thương nó nên mới lớn tiếng với nó vậy, chứ không phải. Tại cái cách của mình không có nhẹ cái giọng mình xuống được. Rồi thôi, xong rồi thôi à. Nó còn nhỏ thì phải chỉ dạy cho nó. Còn quá trẻ mà ha. Cô thấy rằng mình hợp với con dâu điều gì? Nói chung là mua sắm. Sắm? Dẫn đi mua đồ là khoái lắm. À, đó. Làm đẹp thì có không? Mẹ có làm đẹp không? Dạ có. À, rồi ăn uống. Mẹ cũng tâm lý lắm. Nhiều khi mẹ đi mua sắm, mẹ đi mua áo cặp cho hai vợ chồng. Dạ. Nhiều khi thấy mặc đồ nhà nó không có được sáng sủa, con bỏ đi. Dạ. Mẹ mua mấy cái này cho con mặc, hồi đó mình nhỏ, mình cũng vậy đến tới ngày đi kiếm cái đồ cũ mặc không. Dạ. Dở cái chỗ đó đó. Tại vì chú thấy mẹ con là người biết sửa soạn đó. Dạ.
chăm sóc sắc đẹp, thành ra chắc chắn sẽ chăm sóc cô dâu y chang vậy ha. Riêng mình thấy là mình với mẹ chưa hợp nhau điểm gì không? Dạ cũng có, không hợp nhau ở chỗ là nhiều lúc mẹ thương chồng em quá. Nhiều để anh bướng bỉnh quá, em nhiều lúc em nói ảnh á, ảnh không có nghe. Hồi xưa chồng em cũng còn ham chơi á, mẹ cũng buồn nhiều. Nhưng mà bây giờ ảnh cũng từ từ dần thay đổi rồi. Em cũng muốn mẹ là bớt thương ảnh lại để ảnh biết lo cho gia đình nhỏ của mình hơn. Có khi nào mà chồng con với con cãi nhau rồi con mét mẹ chồng không? Dạ có. Trời ơi, mới nó gần đây nó làm hoài luôn á. Nhiều khi mà nói nghe điện thoại không có bao giờ vui á, toàn là mét không à. Cứ gây lộn là gọi về mét thằng em. Mét thì mẹ bên ai? Mình bên em. Ấy vừa rồi nó gây diễn biết đòi mẹ con đi về dưới không, về chơi thì mẹ cho về, còn mà gây lộn không cho về. Là mỗi lần giận hay là buồn là đòi về dưới hả cô? Đòi về mẹ. Anh đòi về mẹ. Vậy hả? Dạ. Về chơi được nhưng mà gây lộn là về đúng không? Về chơi, thí dụ chủ nhật là về hay là ngày gì đó muốn về. Về nhưng mà nói với mẹ về con gây lộn với nó chân này đi vừa với ở với mẹ không chứ lộn giờ ở đó đi, chuyện nào hết gây lộn mà chở nhau về thì mẹ cho về, chứ giờ gây lộn rồi mỗi lần vậy mình chứa hoài nó sẽ ỉ lại mình. Đúng rồi, nó gây hoài luôn à, nó ỉ lại mình cái xong cái nó im rõ rồi hả. Có điều gì mà con buồn mẹ mà chưa bao giờ con nói không? Dạ có, lúc con sinh bé nhỏ thì do công việc á mẹ không có vô chăm con được. Con lúc đó con còn nhỏ mà con sinh bé thì con có sự ganh tị với chị á, chị dâu lớn á, tại vì mẹ chăm sóc lúc mà chị đẻ thì chị có vô chăm hai bé, còn con thì không có được mẹ chăm nên nhiều lúc con cũng buồn về chuyện đó. Nhưng mà mẹ thì mẹ cũng tâm lý lắm, mẹ biết buồn á mẹ cũng có gọi điện hỏi thăm em với em bé từ lúc em sinh chứ tính trong tháng luôn. Tại sao vậy? Tại sao mẹ không vô chăm? Tại vì nói chung là dâu lớn á, nó đẻ con gái đầu nữa, phần nó cũng có cái được cái lợi của nó rồi. Yeah. Với lại nó ở gần, còn đến lúc cái cô này đẻ thì mẹ phải đi Hàn Quốc cả tháng nên mình không có chăm được, rồi mới gửi cho bà ngoại. Bởi bây giờ muốn bắt cháu ngoại nội về cũng không được, chứ bà ngoại đâu, bà ngoại không cho về. Bữa hổm tính cho đi Đà Lạt bà cũng không cho đi, nó mới nói không, bệnh hoạn mưa gió không cho đi. Cũng mất quyền lợi lắm chứ con. Ở với nhau vậy là hai mẹ con mình có bao giờ bất đồng quan điểm với nhau không cô? Nói chung là cũng ít gần. Nó thì nó có con nhỏ thì phải ở với bà ngoại để bà ngoại chăm phụ. Yeah. Thì lúc này bé nó lớn chút thì nó mới mang về. Từng nó về một lần thì chỉ có gặp nhau từng thôi, ngày hai ngày thôi. Mà cũng có nhiều cái thưa thớt lắm. Nhiều khi đồ mình che cả từng lễ luôn. Ngày đó về không có mình nhà, cũng để y thinh tới 3 ngày sau về nó cũng còn y thinh. Đó, mình nói bởi vì không có ý tứ là cái chỗ đó là sao ở chung với tôi được. Mấy cái đó là mình phải dạy. Mà nó ở gần thì mới dạy được. Thôi kệ cũng không có nói. Tại vì lâu lâu mới gặp mà nói thì đâm ra cũng mất lòng, mất tình cảm với nhau. Phần thì không có con gái cũng rất thương lắm. Nói chung là hai đứa, nhỏ kia cũng thương lắm, nhỏ này cũng thương lắm. Chắc chắn là hai mẹ con ít có tâm sự nói chuyện với nhau. Yeah. Thành ra là cái chuyện mẹ chồng vẫn còn khoảng cách với nàng dâu. Và nàng dâu cũng thế luôn. Đây là câu chuyện không chỉ một ngày một bữa, một tháng hai tháng, một năm hai năm, mà là câu chuyện cả đời. Chính vì thế giữa mẹ chồng nàng dâu nên có sự kết nối nhiều hơn nữa. Nhiều khi cũng thấy là không có cái được cái không gian đó. Yeah. Một phần á, con nó nhỏ nó muốn cho nó đi đâu nó cũng mắc, con bé không đi được mà nam mà na theo thì bệnh ốm. Yeah. Nhơm nhỏ xíu con à. Đó, đâm ra cứ ở nhà chậm con riết. Có gì mẹ muốn gì thì mẹ mua đồ chạy lên cho thôi chứ cũng không có đi được với nhau. Rồi giờ cô ở nhà với ai? Một mình à. Trời ơi, có một mình luôn. Mấy đứa này nó cũng ở riêng hết. Nói chung là hồi đó mình cũng làm dâu. Yeah. Nên từ cái lúc mình có dâu cái mình cho tụi nó ở riêng, để nó cũng thương mình mà mình cũng thương nó. Chứ còn ở chung trạ thì thể nào cũng có chuyện đâu. Con lại thấy nhiều người lại muốn ở gần mẹ chồng hơn, tại vì được cái sự quan tâm chăm sóc từ mẹ chồng nữa. Ở riêng nhiều khi mình có gặp vấn đề gì, với lại nàng dâu này quá còn trẻ, cần sự dạy dỗ của cô nữa, thì cô có nghĩ là mình sẽ về ở chung không? Tại vì ở với mẹ, gái lớn, bên đây thằng trai nhỏ. Bà ngoại thì chăm từ hồi lúc sanh tới giờ luôn. Đó, ở một mình cũng cô đơn, đôi khi nghĩ cũng buồn. Yeah. Con dâu ở bên kia không ở chung mẹ chồng đôi khi cũng buồn đó.
Nhiều khi chỉ có, bây giờ chỉ có điện thoại. Dạ. Nhiều khi sinh nhật nó cũng gửi tin, nó chúc chúc điện thoại. Dạ. Chúc điện thoại gì hết đó, hả? Trời. Chứ mà nó mua cái gì thì hôi hôi đừng mua, tốn tiền lắm. Nói vậy thôi chứ khoái. Mua xong rồi sinh mình cũng vậy à. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, hôm nay thì con trai cô cũng có gửi một bức thư để cô Linh đọc giùm cho. Để coi con trai viết cái gì đây. Gửi vợ yêu dấu. Em là người phụ nữ tuyệt vời mà cuộc sống đã ban tặng cho anh. Người luôn luôn cạnh anh những lúc anh gặp khó khăn trong cuộc đời. Anh biết bản thân anh có nhiều tật xấu và em luôn sẵn sàng tha thứ cho anh. Nhưng vợ ơi, anh mong rằng vợ hãy bớt chút đa nghi, ghen tuông vô cớ. Anh rất sợ mỗi khi em lên cơn giông bão. Hãy tin rằng anh chỉ có yêu em một mình em mà thôi. Yêu vợ nhất trên đời đó nha. Thấy cảm động không con? Dạ cảm. Chồng con nói như vậy có đúng không? Dạ đúng. Bớt ghen đi nha. Cũng có thể ghen nhưng mà đôi khi làm áp lực cho chồng đó. Dạ. Con muốn nói gì với chồng trong lúc này không? Dạ, em cũng yêu anh nhiều lắm. Qua chương trình này em hứa với anh là từ nay em sẽ bớt ghen tuông lại. Và anh cũng bớt ham chơi lại, tập trung lo cho gia đình nhỏ của mình nhiều hơn. Tuyệt vời ha. Dạ. Rồi, gửi mẹ kính yêu của con. Con rất hạnh phúc và tự hào khi được là con của mẹ. Mẹ là người phụ nữ đảm đang và hiền lành. Tuy đôi lúc mà hay la mắng, nhưng tất cả là vì muốn tốt cho con. Cho dù con có phạm lỗi lầm như thế nào thì mẹ luôn luôn đứng ra gánh vác cho con. Bao nhiêu lần con thấy mẹ rơi nước mắt vì con mà con cảm giác quặn đau ở trong lòng. Con hứa với mẹ con sẽ cố gắng chăm sóc gia đình thật tốt để mẹ không phải lo lắng cho con thêm nữa. Con yêu và kính trọng mẹ rất nhiều. Nói chung là hồi nhỏ mê chơi rồi đôi khi cứng đầu. Dạ. Đôi khi mình bất lực, mình chỉ biết khóc thôi, với lại năn nỉ. Đâm ra vợ cũng có cái phận nỉ lại. Qua câu chuyện này thì thấy con mình đã nhận ra điều đó và nó biết hối cải, cũng trưởng thành. Chính ra mẹ và con dâu phải cùng hợp tác với nhau để chúng ta có thể làm thay đổi những cái gì mà con mình nó chưa hoàn thiện. Nếu hai người phụ nữ này mà cùng hợp sức thì chắc chắn rằng cậu con trai sẽ thay đổi nhiều lắm, đúng không con? Dạ đúng. Vậy thì những giọt nước mắt ngày hôm nay sẽ đã kết hợp với nhau, hai mẹ con nói chuyện nhiều hơn nữa, chia sẻ nhiều hơn nữa về những gì mà chồng con đang làm. Rồi, hôm nay thì con muốn nói gì với mẹ chồng của con không? Dạ, con muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ. Có mẹ thì cuộc sống của gia đình nhỏ của con đỡ cực vất vả hơn. Thì con cũng gửi lời xin lỗi đến mẹ. Tại vì mẹ đã lớn tuổi rồi mà tụi con chưa có báo đáp cho mẹ được ngày nào hết. Còn mẹ thì sao? Mẹ có muốn nàng dâu của mình thay đổi điều gì không? Nói chung là thay đổi thì thay đổi rất là nhiều. Thì từ từ ý tứ một chút. Với lại lớn rồi thì phải để ý. Rồi nhiều khi mẹ đi làm về rất là khuya, có khi bị tụt đường nhưng mà đâu dám điện. Một phần con nhỏ này nó cũng chạy xe rất yếu, có kêu kêu cái con kia, có khi cũng không, mình ráng qua được thì thôi, cảm thấy không được thì mới gọi tụi nó, mình cũng sợ làm phiền tụi nó. Nguy hiểm lắm đó, bởi vì những người lớn tuổi họ thể thay đổi về đường huyết nhanh. Nó hay bị tụt đường, thay đổi về huyết áp, về tất cả mọi thứ rất nhanh. Chính vì thế nên cũng cần có một người con ở bên cạnh mình để tối lửa tắt đèn của nhau ha. Cảm ơn mẹ chồng rất là nhiều. Nó thương chứ nhưng mà nó nói không có được. Chúc cho gia đình chúng ta sẽ hoàn thiện hơn, yêu thương gần gũi nhiều hơn. Chúc chúng ta hạnh phúc mãi mãi. Rồi một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Dạ, xin chào MC Quyền Linh cùng với MC Lê Lộc. Dạ. Cùng các ông bạn xem đài và các bạn trên màn hình nhỏ, bạn ở trên trường quay. Tôi là Vũ Thị Phương, Minh Phương. Nghề nghiệp là nghỉ hưu mà năm nay tôi 56 tuổi. Dạ, xin chào đón cô. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình. Em tên là Dương Thị Hải Yến, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại là quản lý nhân sự. Hai mẹ con là đến từ quận 12. Cô, cái ngày đầu tiên á mà cô gặp con dâu tương lai mình á, cô biết là con dâu rồi đó. Cô ấn tượng với con dâu điều gì? Gia đình nhà cô là không có đồng ý với con dâu. Tại do là bên nhà cháu là xa quá.
Thế là nhà cô thì muốn là lấy vợ cho con trai là gần, gần gũi gia đình. Con dâu thì nhìn hoạt bát, lanh lanh hoạt bát. Thì là nhưng mà cũng hơi thất chút. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, nó như thế nào? Gọi là cái cảm xúc thì đúng hơn. Tại vì cũng như mẹ nói, có nghĩa là gia đình không đồng ý. Thì mình quen trong vòng 3 năm. 3 năm đó là mình rất là muốn về nhà để mà gặp gỡ ba mẹ, gặp gỡ gia đình, để mình cũng tìm hiểu cái thử là nhà chồng mình tương lai thế nào. Nhưng mà rất tiếc là không được. Có nghĩa là sự ngăn cản đó thì thành ra là ông xã mình cũng không có muốn cho về. Thì cái ngày đầu tiên đó dạng như là hai vợ chồng cương quyết. Nói chung là giờ đi về được hoặc không là không thôi, chứ không có để mà lâu nữa. Mình hoa cũng có thể héo mà, đúng không? Thì thành ra là mình cũng không có đợi chờ. 3 năm là cũng một khoảng thời gian rồi. Thành ra là hai vợ chồng cái ngày đó về ra mắt luôn. Mà cũng gọi là cái ngày đó gọi là về thuyết trình để được quên. À vậy à? Tâm lý lúc đó như thế nào? Tâm lý lúc đó là tim thì nhảy loạn xạ cả lên, mặt thì căng thẳng, đầu óc thì ở nhà chuẩn bị hết các cái thông tin để mình đến đó mình nói thế nào cho người lớn họ tin tưởng mình, rồi họ cũng không có lo ngại nữa. Về cái khoảng cách xa gần cũng sao, nhưng mà đến đó là mình quên hết, không nhớ một cái gì nữa hết, mà chỉ có tự nhiên rung, rồi nước mắt cứ vậy chảy ra. Ấn tượng đầu tiên khi mà mình nhìn mẹ, tại vì trước đó là chồng mình đã hay nói về mẹ trước rồi, nói là mẹ là một người rất là hiền, mẹ tâm lý và mẹ luôn ủng hộ cho mối quan hệ của vợ chồng mình. Chỉ có là ba hơi khó một chút thôi. Thì ấn tượng ban đầu là mình nhìn mẹ thì đúng là rất là hiền. Có nghĩa là mẹ ngồi đó và mẹ đang chờ mình coi mình sẽ nói gì. Ấn tượng ban đầu của mình là nói chung là nhìn mẹ là tâm lý. Đó là cái cảm xúc. Nhưng mà em khóc vì em sợ hay là em khóc vì em tủi thân hay là khóc vì điều gì? Em thì không phải khóc vì sợ, mà chủ yếu là khi đó là cảm xúc của mình cảm thấy tủi thân quá. Mình cũng là phận con gái cũng như nhiều người khác, mà tự nhiên bây giờ mình yêu thương người của mình yêu mà không được ba mẹ đồng ý, mà tưởng chừng như là bây giờ hôm nay mình đến đây coi như là nếu mà không được nữa thì không biết là sau đó cái mối quan hệ nó sẽ đi về đâu. Mình làm dâu được bao nhiêu lâu rồi chị? Mình làm dâu được 3 năm. Mình thì cũng may mắn một chút, có nghĩa là khi kết hôn về thì chưa ở chung trong nhà ba mẹ một ngày nào hết. Ồ vậy hả? Ba mẹ cũng cho hai vợ chồng ở riêng luôn. Hai người hợp nhau những cái quan điểm như thế nào? Mẹ con thì hợp nhau quan điểm là kinh doanh. Kinh doanh cái gì cô? Kinh doanh thì nói chung là về ví dụ như là quan điểm của mẹ muốn mua bán cái này thì con cũng ưng luôn. Thì mình cũng kể một cái kỷ niệm thế này. Có nghĩa là một lần mà cái ngày đầu tiên mình về á, khi 20 tháng 10 của năm 2014 là khi đó mình mới về được mấy ngày đó. Thì ban đêm mẹ ngủ rồi, còn mình thì đi liên hoan tiệc của công ty về. Thì bữa đêm đó mình cũng gọi điện hỏi là trời mưa nữa. Mình hỏi là mẹ ơi mẹ ngủ chưa, mẹ xuống mở cửa cho con một xíu. Thì có nghĩa là lúc đó là bằng cái cảm xúc của mình thôi, mình nghĩ là mẹ đã thương mình và ủng hộ cái mối quan hệ của hai vợ chồng mình rất là nhiều. Thì khi đó là mình mua một bông hoa hồng, một bông duy nhất thôi, và một cái đôi bông tai nữa. Thì mình gọi ra thì mình cũng mở cửa, mẹ mở cửa ra là mình ôm lấy mẹ luôn. Tại vì lúc đó là mình không biết nói gì nữa hết, mình chỉ biết nói là con cảm ơn mẹ vì cái khoảng thời gian qua mẹ đã ủng hộ cái tình cảm của tụi con nhiều. Nếu không có mẹ thì chắc gì bây giờ con đã là vợ của anh ấy. Thì nói chung là khi đó là mình rất là buồn nữa. Nói chung là đó là cảm xúc của mình. Vậy thì không biết là ở xa nhau vậy thì có xảy ra mâu thuẫn gì không chị? Về mâu thuẫn á, thì tất nhiên là có rồi. Không một gia đình nào mà có sự hoàn hảo hết. Trong vòng 3 năm á, thì cái giai đoạn mà mình thấy xảy ra cái sự hiểu lầm giữa mẹ và mình nhiều nhất là giai đoạn mà chào đời bé. Có nghĩa là
từ khi em bé ra đời là mình thì tất nhiên là mình bây giờ là giờ giai đoạn chăm sóc con thì mình sẽ học hỏi nào là phương pháp của Nhật, phương pháp của nước này nước kia, mình theo tiên tiến để hy vọng sau này con mình nó theo một cái xu hướng mới hơn. Còn mẹ mình á thì tất nhiên là quan điểm của mẹ thì bằng kinh nghiệm của dân gian, có nghĩa là mẹ sẽ chăm sóc cháu rồi cho ăn rồi các cái kiểu khác là bằng của kinh nghiệm của chính mẹ. Nhưng mà cái đó chính là mâu thuẫn phát sinh giữa hai mẹ con nhiều nhất. Tức là cách của em là hiện đại, cách của mẹ là truyền thống đúng không? Dạ. Ví dụ giờ cái chuyện nấu cháo thì sao? Nấu hiện đại, nấu truyền thống thì sao? Ví dụ vậy. Cô thì toàn là kể cả thứ bảy, thứ nhật Yến ở nhà, nhưng mà cô cũng nấu cháo xong là cô mang sang bên nhà con cô để cho em bé ăn. Nhưng hình như một thời gian là lúc em bé cũng độ 6-7 tháng rồi, ăn dặm rồi, nghe vẻ là Yến không muốn cô nấu nữa. Thế nhưng cô lại cũng rất là có ý, là cô hàng ngày cô nấu cho em bé nhưng cô cũng bớt lại một chút. Ở trên cái son ấy là khi Yến đi làm về thì là có ví dụ như con cảm thấy cái mùi gì, hay là ví dụ như con nếm ấy, mẹ hôm nay mẹ nấu những cái mùi vị gì đấy, thì là để cho Yến thử chứ yên tâm đúng không? Yên tâm. Nói chung là mình thì không có kinh nghiệm nhưng mà mình học được trên mạng. Thì học trên mạng thì thường người ta dạy cho con là ăn dặm theo kiểu thô từ sớm để bé chủ động hơn trong ăn uống và tránh cái trường hợp là ỷ lại và dạng như là phải bắt ép mẹ ăn. Đó thì mình muốn là ăn thô dần dần, dù nó ăn chắc chắn nó sẽ ói. Rồi nó sẽ không có ăn được nhiều mà ăn số lượng ít thôi, nhưng mà dần dần nó sẽ quen dần. Nhưng quan điểm của mẹ là trước giờ là mình phải say nguyễn. Và thường thì mình mỗi ngày là một món rồi, nhưng mà một món đó là từ sáng đến chiều. Còn mình thì khi mà mình chế biến á thì sáng một món, trưa một món, chiều một món. Mình thì mình nghĩ thứ nhất là mẹ dậy từ 4 giờ sáng để nấu, tự nhiên mình sinh con mình ra mà chả lẽ mình không nấu được cho con mình ăn, mà cái gì cũng đến tay mẹ hết. Thì tất nhiên là nhiều khi là quan điểm của mẹ là thương cháu, rồi chăm cháu thì cũng lo cho cả gia đình thôi, chứ còn không có gì. Nhưng mà mình thì tự mình suy nghĩ là tự nhiên mình là mẹ thì mình phải nấu được cho con bữa cháo. Thứ nhất, thứ hai nữa là mẹ sẽ không phải dậy sớm nữa. Cái đó là hai cái rạch ròi. Nhưng cái vợ của mình á là mình không trực tiếp nói thẳng với mẹ như vậy. Tại vì chồng mình không cho. Chồng mình nói là nhiều khi em nói như vậy là mẹ sẽ buồn. Để con không biết là bây giờ cái vấn đề nó được giải quyết chưa chị? Vấn đề đó thì giải quyết lâu rồi. Tại vì khi mà chuyển nhượng sang cho mình thì mình tự nấu theo ý của mình. Tất nhiên là những khi mình đi làm á, mình biết là mẹ sẽ sơ chế lại. Mẹ sẽ nấu lại theo kiểu của mẹ. Rồi chiều về mẹ cũng có để một chút ít để mình giống kiểu nhiều khi mình nói hôm nay mẹ cho bé ăn gì. Nhưng mà nói thiệt là khi đó giờ mẹ nói mình mới biết. Giờ là thoải mái đúng không? Giờ là thoải mái rồi. Nói chung là cái mâu thuẫn nó cũng nhẹ, nhưng cuối cùng không ai nói với ai. Dạ. Nó đẩy lên cao trào. Dạ, vậy rồi. Thôi chứ đúng là nếu lúc đầu, ngay lúc đầu mà ngồi lại với nhau chia sẻ thì đâu có đến mức như vậy đúng không? Hôm nay thì ông xã em cũng muốn nói chuyện với hai người lắm, nhưng mà ông xã em cũng nhát, ngại lên truyền hình. Có dặn dò anh nói giùm với mẹ với em như thế này. Dạ. Đây. Ông xã gửi lá thư. Anh cũng chưa đọc. Nó là đọc cho hai mẹ con nghe tâm sự của anh ấy. Để xem. Chà, dài quá ta. Không có kiến đọc không được. Trời ơi. Chờ công chú. Thưa mẹ. Chào vợ. Thời gian đầu quen nhau, vì bố mẹ nghĩ khoảng cách địa lý xa quá nên không đồng ý. Lúc đó cũng không biết tính cách vợ như thế nào. Nhưng khi cưới về thì mọi khoảng cách dần dần được xóa bỏ. Mình là người ở giữa cũng nhẹ bớt phần nào. Cho đến lúc sinh em bé thì giữa mẹ và vợ không hiểu nhau trong cách chăm sóc cháu. Mới sinh em bé về nhà thì không biết có chuyện gì mà 10 giờ đêm mẹ giận bỏ về luôn. Nhưng một tiếng sau bà lại quay lại và chăm cháu bình thường. Mẹ muốn chăm theo ý mẹ, còn vợ không dám nói nhưng vẫn muốn chăm con theo cách của mình. Chồng đứng giữa ngăn nhưng không biết phải đứng về phía bên nào cả. Cảm thấy rất đau đầu trong thời gian mới có con. Con chú ơi, con thấy là cô đã ngấn lệ rồi, không biết cô có điều gì muốn nói không? Cô cũng thấy là con mình cũng thấy được là
cái sự quan tâm của cha mẹ với các con như thế là cũng rất là mừng. Cũng mong làm sao mà cô cũng chỉ mong mỏi làm sao mà vợ chồng con cô, các cháu là sống hạnh phúc và chăm lo cho các con sau này. Hai mẹ con có mong muốn điều gì thay đổi ở lẫn nhau không? Cũng không mong muốn gì, tại vì là Yến thì cũng lanh mà cũng hoạt bát. Thế nhưng mà chỉ có mà riêng là hai mẹ con có sai lệch nhau là vì bây giờ đấy, hiện tại bây giờ thì là gu của cô là muốn chăm cho em bé là lúc nào cũng phải ăn mặc thật là đẹp, gọn gàng, chỉn chu cho cháu, cho đẹp, lúc nào cũng muốn vậy. Thế là Yến thì kiểu nhiều khi là tiện quần áo ở nhà là mặc cứ vậy như thế là bế sang, nhưng mà nhiều khi là cô cũng bảo thế tại sao con không mặc quần áo, bảo con tiện thì con làm, nhưng mà cũng mong muốn làm sao mà con cho con cái nó mặc là thật là đẹp, sạch sẽ, gọn gàng là cô thích vậy. Chuyện này đơn giản mà mẹ thích cho cháu mẹ đẹp mà. Đúng rồi. Rồi mong muốn của chị đối với mẹ chồng như thế nào? Mong muốn của mình với mẹ thì giai đoạn này mẹ cũng lớn tuổi rồi. Thường thì người lớn tuổi nhiều khi suy nghĩ quá cũng không được, mà tính mẹ thì hay suy nghĩ quá. Bây giờ mẹ bớt suy nghĩ đi, không nên ôm đồm quá nhiều công việc. Cái thứ hai nữa là tính mẹ cũng hơi nóng tính. Có những lúc mà mẹ nóng á, thì mẹ sẽ không biết ai xung quanh mình như thế nào nữa. Nghĩa thì mẹ cũng bớt nóng tính một chút. Mình chỉ mong mẹ như vậy. Để xem chồng của em sẽ muốn gì về sự thay đổi của hai người nhé. Đây, thưa mẹ, chào vợ, con muốn mẹ và vợ thay đổi như sau. Mong muốn mẹ có việc gì thì nói thẳng cho hai đứa con biết để sửa đổi, vì nhiều khi mình làm sai nhưng không biết vì mình sai. Mong vợ sẽ vào bếp nhiều hơn, làm những bữa cơm ngon đẹp mắt cho gia đình. Vợ biết tâm sự, khéo ăn nói hơn, để giữa mẹ và vợ hiểu nhau hơn. Đấy. Qua câu chuyện đó thì đó, chồng em nói vậy đúng không? Dạ, cái khoản vô bếp á thì đúng, là anh nói vậy là rất là đúng. Tại vì em thì không phải là không biết nấu ăn gì, cũng không đến nỗi là không biết nấu gì không buồn bề, nhưng mà nhiều khi mình để mà nghĩ ra nhiều món á thì đúng là mình không có khéo bằng mẹ. Giống kiểu là trong gia đình thì mẹ trước giờ nấu nhiều món ngon rồi rất là nhanh. Thường thường một khi mà có khách hay là có tiệc có gì là chỉ cần 2-3 tiếng đồng hồ buổi sáng là xong hết rồi, và bày rất là tinh tươm. Còn mình thì mình yếu khoản đó thiệt. Dạ. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn em rất là nhiều. Ngày hôm nay đã kể ra những cái câu chuyện mà thầm kín bấy lâu nay. Thôi sẵn đây thì em nãy có nói với mẹ gì á, chồng em nói gì em hứa với mẹ đi, và mẹ chồng cũng hứa với nàng dâu là sẽ thay đổi gì đó để cho cả nhà cùng vui. Nhân cái chương trình này cũng như là quý vị khán giả, hai MC ở đây, thì con cũng muốn nói với mẹ vài cái cảm xúc của con. Từ ngày mà con về làm dâu mẹ đến giờ á, là con luôn coi mẹ là người mẹ thứ hai. Là người bạn tiếp theo để mà hỗ trợ cho con trong cái cuộc sống sắp tới. Con thương mẹ bằng chính tất cả trái tim của mình. Và dù sau này có mẹ không còn khỏe mạnh như bây giờ, mẹ già yếu hay là gì đi nữa, con vẫn luôn thương yêu mẹ và giúp đỡ đồng hành với mẹ suốt. Mẹ nói gì với con đi. Cuộc đời của mẹ và con là còn rất là dài, nên là gập ghềnh mẹ con mình sẽ cố gắng là san lấp làm sao mà đi đến một con đường thật là tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn chương trình đã cho mẹ con tôi dự một cái chương trình rất là có nghĩa, mẹ chồng nàng dâu, để mẹ và con và mẹ cùng hiểu nhau hơn. Tôi xin cảm ơn. Ôm chặt lấy nhau nào.
Tuyệt vời. Và mong rằng cái hình ảnh ngày hôm nay nó sẽ bền vững mãi mãi nha. Đây là kỷ niệm của chương trình, xin gửi tặng cho gia đình để nhớ ngày hôm nay chúng ta có một cái kỷ niệm rất là đẹp. Dạ, xin chào chú Huyền Linh và con Lộc và chào khán giả. Tôi tên Trần Thị Nhiên. Cô Nhiên. 34 tuổi. Dạ. Ở ngoài buôn bán, quê tỉnh Ba Chúc, tỉnh An Giang. Ồ. Ở Ba Chúc xa đó cô. Giáp biên giới đúng không cô? Dạ. Dạ. Xin mời chị. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Lê Lộc. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Xuân, năm nay em 30 tuổi. Em là người Bắc và hiện tại đang sinh sống An Giang. Em là nghề kinh doanh buôn bán. Em ngoài Bắc và xuống làm dâu tới An Giang nữa. Dạ. À, cái này nó có nhiều vấn đề lắm rồi. Hay một người ở phía Bắc mà vào làm dâu miền Tây thì cũng nhiều vấn đề. Dạ. Chút xíu mình sẽ cứ nói chuyện ở sau. Em làm dâu được bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm dâu 9 năm rồi. 9 năm. Dài ra ha. Mình có bao nhiêu bé rồi chị? Dạ em được một bé 4 tuổi mấy rồi. Bé trai. À. Dạ. Cho con hỏi tí xíu là cái ấn tượng đầu tiên của cô khi mà gặp chị á, nó như thế nào cô? Không có ấn tượng gì hết. Không có tự nhiên hả? Dạ. Chê. Chê hả? Không có chê gì, thấy nó hơi cũng hơi lùn người, thấp người vậy thôi. Chị có thể chia sẻ tí xíu được không? Tại vì hồi đó là má em buôn bán ở bên Phú Quốc, thành ra là em quen ông xã em ở trên Bình Dương. Thành ra khi mà gặp chị qua điện thoại đây thì ông xã em nói là má đi coi thầy, em má với tuổi má tụi em không hợp, rồi em người Bắc rồi lùn nữa. Cái mình nói trời, giờ mình về mình bị chê quê quê quá quê rồi. Tại em tự tin lắm, thiệt lùng lùng cho em tự tin dữ lắm, nghĩ sao giờ bị chê mà không sao. Cái nói chung em nói à, anh yên tâm đi, lùng mà phụ tùng đầy đủ là được. À cái em nói là em sẽ về làm cho mẹ bằng mọi giá, mê luôn. Chị làm bằng cách nào? Nó thiệt á, từ lúc đó thì em không phân biệt giàu nghèo hay gì hết á. Thì khi mà biết cái hình ảnh của bà trong em là bà là một người buôn bán ở nơi biển xa như vậy á, rất là thích. Rồi thứ nhất, thứ hai là luôn cảm ơn bà đã sinh ra một người để cho mình thương. Lần đầu tiên được yêu, mê trai đó. Lần đầu tiên mê mà khoái ông lắm, khoái dữ lắm. Rồi cái lần đầu tiên đi về, vô nấu cho mẹ ăn được bữa ăn. Ở đó má em nấu bếp than, em đâu có biết. Bắt nguyên rế lên nấu. Một hồi đó trời ơi nó nóng dữ vậy. Nấu nguyên rế luôn trời ơi thôi. Hết điểm rồi. Cô ơi, con trai cô á, tả con dâu tương lai thế nào? Có kể cho con nghe không? Có, nó nói má ơi được chứ lắm. Ăn nói khôn khéo lắm. Kệ đi con chịu đó. Ban đầu thì thấy không thích thì cái mới nói sao nó thôi giờ cha mẹ tùy con, nếu con chịu thì cha mẹ cũng đồng ý theo luôn. Dạ. Dạ. Về làm dâu nó trái cái rế vậy sao con? Cái rế thì thôi giờ con nó lần đầu không biết thì thôi sau này nó cũng biết từ từ. Làm trái bao nhiêu rế? Dạ. Trái. Lúc đó ông chồng em nói thôi em ơi về bắt đi, hết đường cứu chữa rồi. Rồi sau đó có những cái chuyện gì không chị? Đó là lần gặp đầu tiên đi về, lúc em quay lại Bình Dương làm. Cưới ở trên Bình Dương sinh sống được khoảng 1 năm thì em về làm dâu bà, tới giờ là 8 năm là ở chung luôn. Em nói với chồng em sau này má có đuổi em cũng không đi. Trời ở ơi. Chung là ở chung. Không chịu đâu, không chịu đó. Trời ơi. Cô, những ngày đầu tiên mà con dâu nó về vậy đó, thấy nó lanh lợi vậy đó, cô có lo không? Không có lo vậy đâu, cũng mừng vậy chứ. Bắt đầu nó lỡ biết, nó không biết vậy thôi mình cũng thông cảm cho nó. Dạ. Rồi cái đầu về nó ở nó lên Bình Dương làm thời gian trở về thì nó cũng sửa đổi lại, nó làm tập làm lại cái gì cũng được hết. Dạ. Có cái là nấu ăn hơi dở thôi. Nấu món gì dở nhất cô? Có cá nấu canh rồi đó. Trời ơi món mấy món dễ nấu dở vậy đó. Nấu ăn sao mà mặn hay lạc hay sao? Nó niêm lạc không à? Lạc không hả? Dạ, còn cá thì ở miền Tây thì nấu hơi ngọt ngọt mới được. À. Nó nấu theo ngoài Bắc quá. À. Không được. Người có nấu lại không? Trời ơi, mai em hồi đó ăn cá không ăn thịt. Mua cái lóc về nhỏ về hoài, đập hoài nó không chết. Mà nó chăn máu tùm lum trời, con chị không có nổi rồi. Mà cái con cá con mặn không có được. Nhiều khi lén mẹ chồng á, mang ra ngoài mướn ta mặn. Ở đập hoài nó không có chết. Mà mẹ chồng ra cái đập cái chết reo à. Thôi cô không chỉ cho con dâu làm mấy cái đó.
Cũng đâu có biết đâu, nói là mua về để cho nó làm, nó tập làm không được rồi ra thấy vậy nó thôi trời ơi trẻ mà yếu hơn già nữa, để già đập cho coi. Ngoài cái chuyện mà trái cái rế nè, dạ, nấu ăn không ngon nè, rồi còn chuyện gì nữa không cô? Chuyện gì mà nó không hợp với mình nữa không? Không hợp thì ban đầu theo giờ nó làm thấy hợp rồi đó, gì cũng thương hết trơn á. Giờ bắt đầu không biết thì thằng từ từ cũng dạy nó, dạ, dâu con mà. Cô dạy có hồi nào mà cự lại không? Được, không có trả lời. Bây giờ má em ghiền luôn á. Xa đâu á, xa em không được luôn á. Hay vậy, chị có bí quyết gì chỉ em với. Hồi đó em chỉ nói là vì chồng mà mình phải thương mẹ chồng. Không thích cũng thương, thương riết rồi riết, ghiền nào không hay luôn. Tới giờ mà nói mẹ dù giận chồng gì nói, bây giờ mình giận chồng mà mình lỡ mình có đi xa hay là cái gì rồi mẹ chồng tính sao ta. Vậy đó, được. Nói chung 50% mà sống với chồng là cũng vì chồng đó. Vì mẹ chồng. Vì mẹ chồng đó, 50% đó, ghiền. Nhưng mà mẹ chồng em cứ ăn cá về hoài rồi mình có chịu nổi không trời? Không, không chịu nổi. Trời ơi má ơi, cá hoài ăn được mà tính em không thích ăn cá. Mỗi bữa má mua cho cục thịt nhỏ vậy nè. Má kho thịt ên cho mình á, gấp cục thịt lên chảy nhựa nhựa nè. Đường nhiều quá, ăn không được. Trời ơi khóc muốn chết luôn. Nói ra thì sợ má con má buồn rồi sao. Mua cho mình ăn mà chê. Điện thoại cho mẹ ơi thôi con chịu hết nổi đi về ngoài đi. Cái mẹ nói thôi con ơi ráng đi con ơi, cũng nhờ mẹ động viên hoài ráng đi, từ từ quen ráng, ráng riết thì ráng luôn. Giờ ăn cá được chưa? Ăn cũng được rồi nhưng mà cá nướng ăn, cá kho ít. Bây giờ là đã hòa thuận về cái mặt ăn uống chưa chị? Bây giờ là nói chung là em cũng biết tự làm rồi, biết là bây giờ ngoài chợ là người ta làm sẵn không ạ? Không, không về làm đâu. Cái này là những cái mâu thuẫn là không phải là quá lắm. Còn cái những chuyện mâu thuẫn nào mà quá lắm mà hai mẹ con giận nhau không nhìn mặt nhau chưa? Không có giận, không phải là không nhìn mặt. Mà có một cái là nói chung là em bướng mà lì nữa. Có nghĩa là bữa đó hai chồng cứ lộn, cứ qua cứ lại nó thôi cứ lộn bực bội quá đi về đi, về nhà mình mà về nhà em người Bắc à, xin đi về đâu cho về. Nói má, má cho con tiền về đi, má đâu có cho mình về đâu mà cho tiền. Trời ơi có 20 triệu mà cũng tiếc nữa. Cái em vô em nói ông xã nó bằng mọi giá đòi đi về. Cái ông bà nó thôi cho nó tiền đi về đi, nó muốn về cho nó về đi. Đi về, về cái chỗ má nhớ mà má có đứa cháu nội một à, bắt điểm yếu của ông bà rồi sắp về. Trời ơi bà điện ngày đi, con ơi mày nhớ muốn chết rồi mày dọn đôi dép. Mẹ con nhớ cái gì cũng nhớ, nhớ riết, nhớ riết. Chị không có nổi, không cần quan tâm đến chuyện chồng giận hay còn giận hay hết giận, thấy mẹ chồng nôn nóng đi về. Dễ thương quá hả? Coi lúc con dâu nó giận nó xách vali về đó, lúc cô giận không? Không, kêu dâu về mà không sống được chung với con trai thì sống với mẹ. Nghĩ như con gái đi sống với mẹ đi. Dạ, nó mới về cái kia nó cũng về theo sống, về chung sống để ở chung luôn. Cô ơi, về cái mảng mà chăm sóc em bé đó, cô với chị có hợp nhau không? Hợp, cháu thương dữ lắm, thương cháu nội dữ lắm. Là cháu cô chăm sóc theo cách của cô hay là chăm sóc theo cách của chị? Má em thèm chăm sóc theo cách của má không à. Ở đó con em nó ốm nhom, cái má đi mua thuốc tăng ban về, nó thiệt bữa nay em nói với má mới biết luôn. Má cho uống lúc nào trước mặt em thì cắn răng chịu cho uống đi. Sao nó con cho con uống thuốc nha. Lờ sao bà đi ra cái em đổ mất tiêu luôn. Con đổ hết trơn thuốc. Trời ơi. Nói thiệt là tới giờ em mới nói cho em biết là cho má biết là em đổ bỏ cái thuốc đó đi luôn. Ủa tại sao chị bỏ vậy? Tại vì ý là cái thuốc đó em có biết cái thuốc cái gì đúng đâu. Rồi, không biết có thiệu uống gì có đúng sao không? Không, không có hiểu thương hiệu cái gì hết á. Là cái thuốc đó là bác mua ở đâu hay là người ta chỉ? Mua ở Long Xuyên á, bị gì nó đau hoài, nó không có mạnh, ốm nhom mà. Thành ra ta chỉ nó theo hồi xưa bà xưa chỗ thuốc đó. Thành ra mấy bọng nó đi dưới coi mạch thì mua cho nó uống. Từ Ba Chúc, An Giang mà ẩm xuống Long Xuyên á hả? Dạ, xuống Long mua Xuyên. Mua về đó hả? Dạ. Vậy mà con dâu đổ vậy hả? Đổ lén, đổ tròn hay đó. Hả? Biết giận à. Giận chứ. Giận. Nhưng mà giờ cô nghe cảm giác cô sao? Lo cho cháu mà, nó bệnh mà lo cho nó, đặng cho nó uống cho hết mà. Đúng rồi, đi xa vậy mà. Dạ. Nhưng mà giờ con hỏi cô nè, cái cảm giác cô nghe lại cô có bực không? Rồi cũng hơi giận chứ sao không? Giận chứ. Giận. Thuốc mình lo cho cháu mà nó là bỏ vậy đó, giận dữ lắm á. Giận nói nó một câu đi. Nói là mơ mốt con đừng bỏ vậy nữa. Con cho em nó uống cho nó hết nữa, nó mạnh hơn bà mẹ mừng vậy đó. Hồi đó mắc cỡ mới không nói thôi, chứ bây giờ mà phải bây giờ má mua chị uống đâu cho uống luôn, nói thẳng luôn chứ không cho uống luôn. Có gì đi Nhi Đồng nó mau. Chị uống ba thuốc đâu biết cái thuốc gì đâu uống. Không đúng là như con dâu nó làm cũng đúng đó, nhưng mà cách làm nó cũng trốn. Hồi đại giờ, dạ, theo đại giờ. Dạ. Dạ. Không phải, tức là đông y cũng tốt cô ạ. Dạ. Nhưng phải cái nơi phải có chất lượng, phải uy tín, được đăng ký bảo hộ thì cái đó là cũng tốt đó cô ạ. Ha, em gái chứ không phải là đông y là cũng xấu đâu nha. Dạ. Đừng nghe đông y là đổ đi nha.
Hồi nay nói chứ mẹ cũng giận á. Nói một tiếng xin lỗi dù đổ thuốc lén đi. À, nói chung là con cũng thấy ấy nay lắm, ấy nay là tiền. Bởi vì hồi đó là tiền, mắc tiền lắm. Mà mình làm như vậy với con má ẩm từ đó xuống Long Xuyên là 70 mấy cây số. Mà má mua gì. Mà thực ra mình sợ lỡ con mình có gì không. Cả gia tài có con đứa à. Rồi sao? Thế mà thôi nói chung mà để khỏi làm mất lòng má, khỏi ấy nấy của mình thì đổ đi ăn chắc. Giờ nói câu xin nãy lỗi má. Chị trách đó chứ chưa xin lỗi luôn. Thôi con xin lỗi má. Có lần sau nữa thì mình theo Tây Y. Ủa ok vậy? Là vẫn kiên định về cái ý của mình. Cô ở nhà có khi nào mà chị lỡ, chị lớn tiếng, chị nạt cô không cô? Không có đâu. Vậy hả? Dạ. Trời, cô đây hiền quá trời đất luôn. Giờ cũng nói là ngay, cũng thận thảo dữ lắm. Dạ. Mẹ nói con nghe, con nói mẹ nghe. Mình cũng hòa hảo dữ lắm thầy. Thì cô, cái vụ này mới hay nè. Con cô là theo Tây Y. Mà khi sinh ra là chắc chắn là theo bác sĩ hết trơn á. Nhưng mấy người lớn tuổi á, hay hơ than rồi đó. Mỗi lần mà hơi vô đó con thấy nó, nói chung mà nó cũng giật mình vậy thôi chứ không có gì. Mình thấy trời ơi đau lòng quá. Trời ơi, sao mà cô đem hơi con nít vậy cô? Tại vì hồi xưa sống theo cái nếp sống vậy đó. Đúng dạ. Rồi thì hơ rồi khăn rồi hơ rồi đắp bụng em nè. Truyền thống theo để mình làm như vậy đó. Chồng em thì hiền lắm, nói chung là anh thì cũng theo Tây Y. Thì thành ra khi mà mẹ như vậy thì than phiền lên thì nói thôi em mất công rồi. Nếu mà mình nói lên nó xong sợ má buồn. Mỗi lần mà má hơ thì mình gán nhịn. Còn mỗi lúc mà mình thêm cái nữa má tắm má sức dầu em bé mà sức nguyên hình luôn em bé. Sức đầu sức đuôi sức chỗ nào cũng sức. Nó trời sức làm gì dữ vậy. Mà nóng ruột muốn chết luôn. Ghét rồi em ngửi mùi dầu vô em ghiền luôn. Thôi qua cái sự việc này thì nói cũng có những cái mẹ chồng nàng dâu mong muốn thay đổi ha. Cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì không? Muốn sau này từ từ nó sao mà ăn ngon, nấu ăn ngon cho cha mẹ. Rồi chiều ý thí giúp cha mẹ đang thượng thảo gia đình là mừng rồi. Dạ. Mong muốn là nấu ăn đó nha. Nhớ học nấu ăn, có gì anh chỉ cho. Anh nấu ăn cũng vài món cũng được lắm á. Dạ, không biết là chị có mong muốn thay đổi gì ở mẹ chồng không? Em muốn má là giữ nguyên vậy đó. Sau này bởi vì người lớn tuổi thường thay đổi tính. Rồi, để xem chồng em muốn sự thay đổi thế nào nha. Hiện tại gia đình tôi cưới nhau được 9 năm. Trong thời gian chúng sống rất hạnh phúc. Nhưng có một điều vợ là chưa được anh đang lắm. Còn mẹ thì mình thì quá hoàn hảo. Mình mong sao vợ chưa có học hỏi thêm ở công việc nội trợ thì được đảm đang hơn. Gia đình có một bữa cơm được ngon miệng hơn. Và mẹ có được thời gian nghỉ ngơi thêm một tí. Thông qua chương trình tôi muốn nói là tôi thương mẹ và yêu vợ nhiều lắm. Thôi cảm ơn cô rất nhiều, đúng là cô hiền quá. Một người có thể nói lo chu toàn cho gia đình. Một cái dáng người cũng hơi khắc khổ. Con nhìn cô cũng thấy thương dễ sợ vậy đó. Thật sự lần đầu tiên gặp mặt con có cảm giác rất là thương cô ha. Qua câu chuyện ngày hôm nay cũng rất là vui. Nhưng cũng có nhiều cái mình cũng mong muốn thay đổi. Thí dụ như chồng em nói đó, mong muốn có bữa cơm ngon hơn. Thì vậy thì thôi trước mắt mẹ chồng thôi. Hứa gì mẹ chồng đi. Con hứa với má là yên tâm trong vòng không biết thời gian nào nhưng con sẽ cố gắng học tập, học từ từ để cố gắng nấu cho gia đình mình có bữa ăn thiệt là ngon. Hứa có vẻ nó không có thời gian nha. Sớm sớm đi. Ví dụ như tháng, năm, hai năm em cho cái thời gian cụ thể em nói là sẽ có thời gian trong biết chừng nào. Từ đây tới thì em cố gắng học trên YouTube nè. Hay là kêu má chỉ. Má em nói ngon lắm, ngon dữ dằn bởi vì má nói hoài. Cảm ơn cô từ An Giang ha. Lên tới đây để tham dự chương trình. Đem đến chương trình cũng nhiều cái niềm vui và nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Xin gửi tặng một cái kỷ niệm của chương trình. Để nhớ hôm nay gặp Quyền Linh với Lê Lộc ha. Đến thăm chương trình cô nha.